Xin chào các bạn. Hiện bước lang thang đang đứng trên đường Tô Thị Quỳnh, khu quảng trường của thành phố Vĩnh Long. Trước mặt các bạn đó là chiếc tàu xà lan. Với cái lực lượng công binh của quân đội, họ đang lắp đặt hệ thống bắn pháo hoa, chuẩn bị cho chương trình bắn pháo hoa mừng xuân Quý Mão năm 2023 tại thành phố Vĩnh Long. Và đây là khu vực quảng trường của thành phố Vĩnh Long, nơi sẽ diễn ra chương trình văn nghệ đêm 30 Tết. Và hiện nay thì cái quảng trường này người ta đã thiết kế sân khấu cũng như hàng ngàn cái ghế dành cho các đại biểu quan chức cấp tỉnh tham dự chương trình biểu diễn văn nghệ mừng xuân Quý Mão 2023. Xin chào các bạn. Bây giờ đã là 22 giờ, chỉ còn khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa là đến giờ giao thừa. Và hôm nay bước lang thang xin mời các bạn cùng đón xem chương trình bắn pháo hoa mừng xuân Quý Mão vào lúc 12 giờ đêm 30 tại thành phố Vĩnh Long. Đây là những cái bạn trẻ đang ngồi bên đường để chờ đến giờ bắn pháo bông, rất là đông. Và hiện giờ bước lang thang đang đi trên đường Trương Nữ Vương, thuộc phường 1 thành phố Vĩnh Long. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra bờ sông Tiền, nơi sẽ tổ chức bắn pháo hoa nhé. Và giờ này chỉ còn khoảng một tiếng mấy nữa là đến giờ giao thừa, tức là đến cái giờ ban tổ chức người ta sẽ tiến hành bắn pháo hoa mừng xuân 2023. Đây các bạn trẻ đang ngồi cả nhóm ra này để chờ xem bắn pháo hoa. Số lượng bạn trẻ đi rất đông. Nhìn toàn bộ cái quảng trường này thấy đa số chiếm hết 95% là giới trẻ. Thank you.
Chào các bạn, chương trình bắn pháo hoa mừng xuân Quý Mão 2023 đến đây là kết thúc, và hiện bây giờ đồng hồ đã điểm 0 giờ, tức là 12 giờ đêm, đêm 30 Tết, và chỉ vài phút nữa thôi là chúng ta sẽ bước sang năm mới, năm Quý Mão 2023. Video clip đến đây xin tạm dừng. Bốn anh hai anh xin kính chúc quý anh chị và các bạn năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin chào và tạm biệt.